Xin chào các học sinh lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài Cảm nhận vẻ đẹp người đồng mình trong bài Nói với con của Y Phương. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài cảm nhận hay nhất về vẻ đẹp của người đồng mình trong bài thơ Nói với con của Y Phương. Y Phương là một trong số ít những nhà thơ miền núi có những gắn bó lâu dài với hoạt động văn hóa nghệ thuật đến như vậy. Với một phong cách thơ hồn nhiên, trong sáng, chân thật và cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi, Y Phương đã có những đóng góp không nhỏ cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam ở thế kỷ 20. Một trong số những bài thơ gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp cầm bút của ông, in sâu trong tâm trí người đọc, đó là thi phẩm Nói với con năm 1980. Bài thơ là lời tâm tình thủ thỉ và niềm hy vọng của người cha dành cho con, mong con khôn lớn thành người, phát huy những vẻ đẹp vốn có của quê hương dân tộc mình. Qua bài thơ, Y Phương đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó quên về phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Trước hết, người đồng mình hiện lên là những con người tài hoa, khéo léo trong công việc lao động vui tươi. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cải nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Người đồng mình là để chỉ những người vùng mình, miền mình, những người cùng sống trên một mảnh đất, quê hương cùng dân tộc. Câu thơ sử dụng từ hô gọi con ơi kết hợp với từ tình thái yêu lắm, làm cho lời thơ trở nên ngọt ngào, chan chứa niềm tự hào với tình yêu thương quê hương da diết. Cuộc sống lao động cần cù và vui tươi của người đồng mình được gợi lên qua một số hình ảnh rất cụ thể, giàu sức gợi. Đan lờ, dụng cụ đánh bắt cá của người dân miền núi, dưới bàn tay khéo léo đã thành cải nan hoa. Những ngôi nhà sàn không chỉ được dựng lên bằng những tấm ván gỗ mà còn được tạo nên bởi những câu hát, chiều văn hóa lối sống của người đồng mình. Những động từ đan, cải, ken vừa có tác dụng diễn tả những động tác lao động, lại vừa cho thấy những phẩm chất cần cù, chịu khó, yêu lao động, yêu cuộc sống, chan chứa niềm vui của những bàn tay khéo léo, tài hoa của người dân miền núi. Đồng thời cũng dưới khối óc, bàn tay chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của người đồng mình, họ đã biến những khu rừng đất trống, đồi trọc thành nơi cư trú tuyệt vời. Vì thế, rừng núi không chỉ cho măng, cho nứa, cho gỗ, mà còn ban tặng cho con người cả những sản phẩm tinh túy nhất của trời và đất, đó là những bông hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu. Họ khai hoang, lập làng, lập bản, tạo ra những cung đường đi ra thung, ra suối, con đường vào làng, vào bản, con đường tới trường, tới lớp, con đường ra ruộng, ra đồng. Chính những con đường đó đã được xây dựng lên bởi những tấm lòng bao dung, nhân hậu, gắn bó tình đoàn kết của những con người nơi đây. Có thể nói, bằng đoạn thơ ngắn gọn với những hình ảnh cụ thể, chân thực, giàu sức khái quát, Y Phương đã làm nổi hình, nổi sắc những bàn tay khéo léo, tài hoa trong cuộc sống lao động tươi vui, tràn ngập tình yêu cuộc sống của người đồng mình. Thiên nhiên và con người núi rừng hài hòa, gắn bó lẫn nhau trong một cuộc sống thanh bình, yên ả, thơ mộng và hiền hòa. Người đồng mình không chỉ là những con người tài hoa, khéo léo, mà còn là những con người biết lo toan và rất giàu niềm tin, ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Câu thơ đầu được điệp lại, người đồng mình thương lắm con ơi, nhưng đã có sự thay đổi chút ít. Nếu như câu thơ ở khổ đầu là yêu, tức là xuất phát từ tình cảm chân thành, từ trái tim tha thiết, thì đến câu thơ ở khổ thơ thứ hai này lại là thương. Thương là một trạng thái tình cảm không chỉ xuất phát từ trái tim yêu thương chân thành nữa, mà còn gói ghém cả sự chia sẻ, đồng cảm ở trong lòng. Chính vì thế, người đồng mình, những con người cùng miền đất, quê hương, dân tộc, cùng chí hướng đã đoàn kết, gắn bó, sẻ chia và đồng cảm với nhau mà xây dựng quê hương mình trở nên ngày một giàu đẹp hơn. Với nghệ thuật đối lập tương phản, cao đo, xa nuôi, nỗi buồn, chí lớn, Y Phương đã diễn tả những trạng thái khác nhau của người đồng mình. Nỗi buồn, chí lớn là khái niệm vô hình nhưng đã được tác giả hình dung cụ thể như có hình, có khối. Người đồng mình buồn, lo lắng, khắc khoải ở trong lòng vì trước mắt họ là biết bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách. Khi mà cả quê hương họ còn chưa vươn tới được tầm cao nhân văn, vẫn còn quanh quẩn với cái đói, cái nghèo.
Nhưng người đồng mình không bao giờ nhụt chí mà luôn mạnh mẽ, vững vàng đối diện với những khó khăn, thách thức ấy, đưa quê hương tiến lên phía trước, trở nên giàu mạnh, phát triển văn minh. Câu thơ giản dị, mộc mạc, chân chất nhưng đã diễn tả được tinh thần, ý chí quật cường, mạnh mẽ của người dân vùng cao. Đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, những người đồng mình vẫn luôn gắn bó, thủy chung, một lòng với quê hương, dân tộc mình. Sống trên đá, không chê đá gập ghềnh, sống trong thung, không chê thung nghèo đói, sống như sông, như suối, lên thác, xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Nhà thơ đã sử dụng rất nhiều hình ảnh để nói tới cuộc sống của người miền núi như đá gập ghềnh, thung nghèo đói, lên thác xuống ghềnh, có ý nghĩa diễn tả những khó khăn, vất vả, nghèo đói và nhọc nhằn mà họ đã và đang phải đương đầu. Điệp ngữ sống chấm chấm không chê hai lần kết hợp với nhịp thơ nhanh, dồn dập và biện pháp so sánh như sông như suối có tác dụng diễn tả sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt, bền bỉ của những con người miền núi trước cuộc sống khó khăn, vất vả khi mà chiến tranh lùi xa không được bao lâu. Qua đó, nhà thơ thể hiện niềm tự hào về người đồng minh với sức mạnh, ý chí thật phóng khoáng, đoàn kết, gắn bó thiết tha của họ đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Không dừng lại ở đó, người đồng minh còn hiện lên là những con người bản lĩnh, mạnh mẽ, giàu nghị lực, sống và luôn mang trong mình lòng tự tôn dân tộc với khát vọng dựng xây đất nước. Người đồng minh thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng minh tự đục đá cây cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Nghệ thuật đối lập tương phản giữa ngoại hình và tâm hồn, hình ảnh thô sơ da thịt diễn tả vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, chân chất, khẳng khái của người đồng minh. Nhưng họ không hề nhỏ bé về tâm hồn, mà ngược lại rất giàu lòng tự trọng, giàu chí khí, niềm tin cao đẹp với khát vọng dựng xây phát triển quê hương. Muốn vậy, người đồng minh phải lao động. Người đồng minh tự đục đá khi cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Câu thơ có hai lớp nghĩa tả thực và ẩn dụ, và tác giả đã miêu tả cuộc sống lao động của họ qua cụm từ tự đục đá thường thấy của người dân miền núi cao. Công việc của họ rất vất vả, nặng nhọc, nhưng họ sẵn sàng tự nguyện làm vì sự phát triển của quê hương mình. Nhưng hình ảnh kê cao quê hương còn là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng cho lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người đồng mình. Chính những con người cần cù, nhẫn nại bằng đôi tay lao động của mình đã làm nên quê hương, làm nên phong tục tập quán lâu đời tốt đẹp của dân tộc mình. Tóm lại, với cách tư duy diễn đạt giàu hình ảnh của người miền núi kết hợp với hình thức tâm tình trò chuyện nhẹ nhàng của người cha, Y Phương đã làm nổi bật lên những vẻ đẹp về ngoại hình và phẩm chất của những con người miền núi. Đó là những con người khéo léo, tài hoa và luôn có ý thức trách nhiệm công dân cao trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước. Khép lại trang thơ, người đọc không chỉ thấy được chất tày thấm đượm trong từng câu chữ, hình ảnh, mà còn thấy được cả sự sống và vẻ đẹp diệu kỳ của người dân miền núi. Qua đó chúng ta thấy được tình yêu quê hương sâu sắc của nhà thơ Y Phương đối với dân tộc mình. Hết bài cảm nhận. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.